Minh Tú và những lần xém bị lừa, hết đòi nợ đến phạt an toàn giao. Ủa anh ơi, cho em hỏi em gặp phạt gì vậy? Nhưng mà của anh là bên nào vậy? Có người nợ của chị nên là chỗ hồi sơ vay nợ của chị. Ủa, chị đâu có mượn tiền em đâu, chị đang ngủ trưa, em có thể cho chị ngủ trưa không? Dạ không. Nhìn Minh Tú hay tía lia như thế, có ai tưởng tượng được có ngày cô nàng cũng bị gọi điện lừa đảo, không những một mà đến hai lần. Nếu không có ekip bên cạnh thì hạn là nữ siêu mẫu đã bị lừa thật. Cụ thể lần đầu tiên bị lừa, Minh Tú nhận được một cuộc gọi mà người trong điện thoại giả danh là công an giao thông và thông báo Minh Tú có một biên bản phạt chưa được xử lý, cần Minh Tú phải liên hệ lên trụ sở để nộp phạt. Sau đó tên lừa đảo còn hỏi họ tên và số chứng minh nhân dân của Minh Tú. Vẫn chưa phát hiện ra mình bị lừa, cô nàng đã cung cấp họ tên là Nguyễn Minh Tú và chuẩn bị đọc số chứng minh thì được ekip cản lại kịp thời. Giao thông đường bộ. Anh kiểm tra em gặp phải gì vậy? Nguyễn Minh Tú. Số căn cước công dân hả? Anh là công an hả? Sau đó một bạn trong ekip đã có những câu hỏi chuyên ngành dành cho tên lừa đảo như họ tên, số hiệu và đơn vị công tác. Bên cạnh đó là hỏi vi phạm ở đâu thì được thông báo ở Đà Nẵng. Tới đoạn này là thấy sai sai liền. Ở đâu? Đà Nẵng. Đà Nẵng. Đà Nẵng. Số hiệu công an của anh. Số hiệu công an. Anh là hiện tại là đang công tác ở đâu? Ủa nhưng mà vấn đề á là anh gọi em hả? Anh đang gọi em thì em đang muốn hỏi là tại sao, có nguyên nhân gì tại sao phải anh gọi cho em. Đến lần thứ hai, Minh Tú dựa trên tinh thần một người có kinh nghiệm trong việc xém bị lừa đã khiến fan cười nghiêng ngả với màn ca khịa hài hước khi bị kẻ lạ gọi điện lừa đảo. Theo đó, có một người đàn ông lạ mặt gọi điện thoại và thông báo rằng có một người khác nợ anh ta 50 triệu đồng. Sau đó, anh ta khóa máy và không thể liên lạc được, trong khi số điện thoại của Minh Tú lại nằm trong hồ sơ vay nợ đó. Nếu như bình thường, nhiều người sẽ hốt hoảng vì gặp phải tình huống này. Tuy nhiên, với Minh Tú, cô không chỉ bình tĩnh mà còn trêu chọc lại tên lừa đảo. Chân dài sinh năm 1991 liên tục đòi tên lừa phải gọi báo công an vì sự việc này không hề liên quan đến cô. Nàng siêu mẫu còn khẳng định, chị không mượn tiền em và chị đang ngủ chưa? Em có cho chị ngủ chưa không? Anh tên gì? Dạ, tên là Nguyễn Hoàng. Rồi mượn em 50 triệu, xong rồi anh phá máy rồi. Vậy là chị nghĩ là bây giờ mình lên công an, mình báo công an đi. Cái này là công an báo không? Chuyện công an không được, ví dụ đâu trời. Gì thì thôi, chứ chị em kiếm chị chi. Câu chuyện trêu chọc tên lừa của Minh Tú khiến không ít người cười nghiêng ngả bởi độ mặn mòi và duyên dáng của cô nàng. Có người còn khuyên cô nên chuyển sang làm diễn viên hài vì pha xử lý này phải khiến tên lừa phát khóc vì quá lầy lội. Bạn thấy những cách xử lý của Minh Tú thế nào? Cùng chia sẻ với Gian nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.